Dì lớn tuổi mà dì ăn khỏe ghê hồn luôn á. Có nói mấy người nến như vậy hả? Này, dâu được má. Ai là má cô? Má kêu rồi có dâu rồi con dắt về cái má đòi rửa đi. Đúng rồi, má ăn gì con cúng. Con muốn ăn trứng. Ủa anh, sao cái trứng này cái vỏ nó tái vô ta? Bên ơi, kêu má bên ơi, đau quá. Thôi, phải công nhận nha, dì lớn tuổi mà dì ăn khỏe ghê hồn luôn á. Trời đất ơi, có nói mấy người nến như vậy hả? Nè, tôi không biết á, cô đi cô có mang theo duyên không vậy? Kìa, nấu cho ăn còn chửi. Má thấy đồ ăn được. Đúng rồi, ngon hơn cái người nấu á. Này làm dâu được mà. Nè, đừng thấy á, nấu được vài món trứng mà tôi ưng đâu nha, chưa chắc món khác là vừa đó. Ngoài cái ngoại hình tôi yêu cầu ra còn có cái nết nữa kìa. Vậy thì con mời dì coi cái này. Miễn bàn về cái trình độ nấu nướng của con đi nha. Ngoại hình thì con đây ba dòng bằng nhau, khỏe mạnh chắc chắn. Gương mặt thì con không đẹp thôi, nhưng mà nhìn kỹ thì cũng xinh chứ bộ. Cái nết thì khỏi bàn đi nha, lo lo con quên mang thôi. Mày nè, trời nó mờ quá, không nhìn được gì hết á. Mờ? Mờ đâu mờ, có mắt gì mờ á. Trời đất ơi, con nói người lớn vậy hả? Sao hôn quá vậy? Con xin lỗi má, con lỡ miệng. Ai là má cô? Thôi, hai người đừng có vậy, con khó xử lắm á. Tại má mày chứ bộ. Ê trời đất ơi, gọi con trai tôi bằng mày và bạn trai của mình bằng mày nữa. Nè, yêu cầu của tôi á, ngoài cái ngoại hình ra còn có cái nết nha. Đồ hỏng á còn sửa được, cái nết mà hỏng á bỏ, vứt hết. Cái con này mày nhận tiền tao thì mày diễn cho đàng hoàng coi. Mày mà không biết nấu ăn tao kiếm con khác ngon hơn. Xin lỗi mà lâu lâu lỗi kỹ thuật xíu không. Ủa, diễn lại nha. Anh nói với em sao? Bây giờ mà em vậy rồi, mai mốt về chung nhà rồi sao? Em xin lỗi anh mà. Em dập đầu xin lỗi anh. Em mà có vậy nữa thì em khăn gói ra đi, không một lời oán trách. Con trai mình á cũng có giá lắm chứ bộ. Không có dấu hiệu của đồ ăn luôn, sạch trơn. Vậy mà chữ quá chữ. Đúng là nước đi này của má là tao không đoán được. Vậy mà chê. Vinh ơi, kêu má Vinh ơi, đau quá. Ơi Vinh ơi. Vinh ơi. Trời ơi, gì má vậy? Nè cậu. Trời ơi, con xin lỗi má, con còn ngái ngủ á. Má đau bụng quá con ơi. Đau má. Đau bụng quá Vinh ơi. Má đau bụng hả? Để con chị bắp chân cho má. Điên hả? Đưa má ra đi cấp cứu nhanh đi. Ôi chị đi má. Chạy má. Đau quá. Từ từ nha má, từ từ. Trời ơi, đi trước mà cũng đi chậm nữa. Con đuổi nó đi ra chỗ khác đi. Má nhìn thấy nó má tức á. Tết này má ăn Tết không có nổi con ơi. Bác ngồi. Để cái tôi xuống. Má đừng để ý, thường vô tâm tính vô tư vậy. Chứ đợt má bệnh mà không có thường cũng cực lắm á. Đúng rồi, má ăn gì con cúng. Má ăn gì con nấu. Chắc tôi tăng sông mới nói quá. Con nghe con,
Trả nó về nơi sản xuất đi. Chứ má nhìn thì nó mong muốn ói máu mới chết nữa. Thôi mà má, má mới phẫu thuật xong, có thương này biết nấu ăn, nói cho má ăn chứ con có biết gì đâu. Với lại mấy cái đợt Tết vừa rồi con không dắt ai về, má kêu rồi có dâu giờ con dắt về cái má đòi đuổi đi. Khổ tâm thiệt luôn á. Thôi được rồi, tôi muốn ăn trứng. Trời ơi, má mới ăn một đống trứng đi, má phải nhập viện, bây giờ má đòi ăn nữa. Nhưng mà trong đó tôi không được ăn gì hết á. Vậy để con đi mua. Em ở nhà nấu cháo cho má đi, để anh đi mua cho. Thôi con đi mua đi con. Để nó đi mua chắc về má ăn má đau bụng má chết nữa. Vậy thôi, đi đi, tôi đi vô nấu cháo. Má ngồi nghỉ nha má. Đi đi. Ôi rồi mọi người nhẹ tay dùng em với chứ không dập trứng bẻ trứng em hết mọi người ơi. Ôi anh ơi, 100 quả như một, không phải lựa đâu, lẹ làng lên nào. Năm nay á nhà nào cũng có nò thọt dịch hả, lớn để ăn hết trơn á. Một năm kinh tế buồn, mọi thứ đều buồn. Đúng là một năm đáng nhớ đúng không chị? Đáng quên nhưng mà phải nhớ không anh à? Đấy, biết mọi người như thế này là em bán trứng rẻ nhất chợ, tha hồ mà ăn tết. Ủa anh, sao cái trứng này cái vỏ nó tái với ta? Thiệt mà, nó không có cái chấm đỏ giống mấy trứng khác, với lại nó cũng nặng nặng nữa. Ông mua bao nhiêu mà ông lựa kỹ thế? Em mua chục trứng. Ui giời, có 10 trứng mà lựa tới lựa lui. Anh ngộ vợ người ta còn lựa nữa chứ trứng. Trời, đây này ông ơi, có trứng người ta lựa sẵn rồi, ông cầm về đi, rồi lát nữa tôi lựa cái khác đưa cho người ta. Này nhiêu à? 20.000. Rẻ thiệt quá. Ngon bổ rẻ yên tâm đi. Cảm ơn nghe, vậy em về chưa? À. Rồi mọi người nhẹ tay thôi nhá, bẻ trứng hết. Trứng của con trai má mua ngon hết sảy có 17 luôn. Ê, chợ trứng cũ không còn? Còn thì đâu, còn phải đi mua. Anh đẹp trai, cho chục trứng đi. Ok em ơi, hôm trước mua trứng của anh ngon quá, hôm nay quay lại mua tiếp đúng không? À, anh còn nhớ em luôn á hả? Trời ơi, chắc là tại là em xinh quá không mom? Nói chứ, nhìn thấy em là thấy tết rồi đấy. Như kiểu là thịt kho gà ấy. Đúng là kém cạnh, mấy ông này chả có mắt thẩm mỹ gì trơn anh á. Người ta xinh chết được. Cảm ơn nhá. Alo nghe anh ơi. À rồi rồi rồi, xíu em mang qua cho. Vâng vâng vâng. Làm ăn gì mà sống nhăn à? Trứng ông bán rẻ thiệt á, mà là trứng điểu. Ô kìa các bà này, bảo trứng ai đẻo? Đâu, đẻo chỗ nào bà chỉ tôi xem nào. Coi đi, trứng gì mà lòng đỏ luộc lên còn dính cái cằm trắng kìa. Trời ơi con xin má, trứng nào mà trắng như nhau. Trứng cái tôi nhập của người ta về làm sao tôi biết được quả nào dính quả nào không. Trời ơi. Nhưng mà tôi thấy nó không an toàn. Đâu, không an toàn chỗ nào? Thứ gì đâu, thảo nào đang yên đang lành thì trúng gió đây này. Thôi này đây, đèn cho cái này cầm về mời về cho, tôi còn dọn hàng nghỉ sớm. Đang người mệt trong người. Trời. Lóc cốc len keng, lóc cốc len keng, lóc cốc len keng. Ê anh kia, ê ê ê. Gì vậy? Ê sao? Làm gì vậy? Cạo gió dắt hơi. Nhưng mà thôi, cạo gió thôi được không? Chúng ta sợ lửa không dắt hơi được. Rồi ok. Anh có cái chiếu không? Anh ập xuống dưới đây luôn, nằm xuôi tay ra rồi xong rồi sẵn mình coi quán luôn nè. À chiếu à? Ờ ok, có. Đây, chiếu đây, chiếu đây. Rồi, trải ra đi. Rồi, nằm nhắm mắt xuôi tay xuống anh. Ui, nói gì ghê chứ không rồi. Trời ơi, em giỡn cho bớt căng thẳng. Nằm xuống đi. Thôi. Thật ơi, được làm nghề, được làm nghề. Bánh đồ nghề thế. Em chưa kịp mà anh. Rồi, chuẩn bị nha. Không có dầu gió à? Dầu gió giờ xưa rồi. Bây giờ á, mô đen bây giờ là cạo dầu không có gió mà ra gió nó mới hay. Sao dùng dầu ăn luôn đi.
kỳ quá, em cũng muốn vậy đó. Thôi lẹ đi nhanh gì, có kẻ không kẻ liền nè. Ôi, gió quá anh ơi. Cậu mạnh mạnh như xíu cho khỏe người. Em hết mình nha, 1 phút 30 giây là em làm cho anh ra liền. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Năm canh dài thức. Ê, bể trứng tao mày. Ba cái trứng giả này có đem thiêu quỷ chứ làm gì mà sao bể. Này, mà nói linh tinh cái gì đấy? Anh vi phạm pháp của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Vì má luôn than phiền chuyện tôi mãi không chịu lấy vợ, dù đã trải qua biết bao mùa xuân, nên tôi nhờ Thương giả làm bạn gái vì biết cô ấy biết nấu ăn và nấu được các món má tôi thích để Tết năm nay vui hơn. Nhưng không ngờ sau khi má ăn trứng Thương nấu, mua ở chỗ anh thì đã xảy ra chuyện. Bác sĩ nói trong bụng má tôi có một khối dị vật gì đó dẫn đến tóc bao tử nên phải phẫu thuật. Trong bao tử má anh có một khối u màu trắng, khi chúng tôi lấy ra nó kết tủ như nhựa và hợp chất này được dùng làm trứng nhà giả. Sau khi được bác sĩ thông báo, tôi đã nghi ngờ nguồn gốc trứng anh bán nên quyết định đi mua trực tiếp. Trứng anh bán rẻ hơn so với mọi người. Khi tôi hỏi về những điểm lạ của trứng thì anh có vẻ khó chịu. Anh đưa tôi bịch trứng đã được lựa sẵn để bảo đảm ngon và giá thì cũng bằng những loại khác. Ủa anh, sao cái trứng này cái vỏ nó tái vậy ta? Nó không có cái chấm đỏ giống mấy trứng khác, với lại nó cũng nặng nặng nữa. Đây này ông ơi, có trứng người ta lựa sẵn rồi, ông cầm về đi rồi lát nữa tôi lựa cái khác đưa cho người ta. Trứng anh lựa cho tôi quả thật là trứng thiệt và chất lượng. Sau khi nghe Thương nói, tôi chợt nghĩ ra anh thấy Thương là người lạ nên đã lừa Thương, nên tôi đã nhờ Thương đến cho anh mua một lần nữa. Mà bữa tao đi chợ tao không ngơ, tao đâu biết gì đâu. Cái ông Cây nó mới hỏi, mới tới đây hả? Để ông chỉ mấy cái chỗ mà mua đồ tốt rẻ đó. Anh đẹp trai, cho chục trứng đi. Ok em ơi. Khi lột hai loại trứng lên thì có sự khác biệt, từ vỏ trứng cho tới lòng đỏ lòng trắng đều có sự khác biệt rõ ràng. Tôi đã thử dùng bật lửa để đốt lên thì trứng giả bốc lên mùi nhựa cháy khó chịu, và tôi nghi trứng giả này được làm từ nhựa và keo. Tôi và Thương tính mang trứng ra làm rõ thì thấy khách đang đến bắt đền anh và anh chói, thậm chí là nạt nộ khách với lý do là trúng gió mệt mà còn bị phá. Trứng thì tôi nhập người ta về làm sao tôi biết được quả nào dính quả nào không. Nhưng mà tôi thấy nó không an toàn. Thứ gì đâu, ông nào đang yên đang lành thì trúng gió đây này. Khi thấy anh bị trúng gió nên tôi đã nghĩ ra cách là nhờ chị ba làm người cạo gió giác hơi để đến và cạo gió giác hơi cho anh. Ê, cạo gió hơi được không? Chúng ta sửa lửa không giác hơi được. Rồi, ok. Năm canh dài thức. Chị ba đã cài cam và mang những bằng chứng về đưa cho tôi để giao cho công an. Công an đã xác nhận những mẫu lấy được từ anh chính là keo sữa, axit hỗn hợp và một số chất khác được anh trộn đổ vào phôi trứng nhựa trong suốt và biến thành trứng gà giả. Camera đã ghi lại quá trình anh trực tiếp làm trứng giả. Bây giờ mời anh theo chúng tôi lên phường.
sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Vào các dịp Tết, số lượng trứng tiêu thụ gia tăng. Tuy nhiên, bạn nên mua trứng có xuất xứ và nguồn gốc rõ ràng, không tham rẻ mà mua phải trứng giả. Phát hiện cơ sở làm trứng giả hãy báo ngay cho cơ quan công an để tiến hành kiểm tra và bắt giữ. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.